Nguyên Quyển, sao nàng tới trễ vậy? Có phải nàng không được khỏe? Nàng không sao chứ? Ta rất hối hận. Thời gian qua ta đều bị mất ngủ. Ta cảm thấy mình có lỗi với Hoàng thượng và với Lạc Hân. Ta không muốn tiếp tục như vậy nữa. Đúng vậy, chúng ta đã làm sai rồi. Chẳng qua là chúng ta đang trốn tránh. Nguyên Quyển, hay là chúng ta hãy từ bỏ tất cả, cùng nhau bỏ trốn tới một nơi không có ai, sống chung với nhau đi. Miên Hân, sao chúng ta có thể làm như vậy được? Lạc Hân luôn một lòng yêu thương chàng, tôn trọng chàng, sao chàng có thể bỏ mùi ấy mà đi? Còn nữa, lúc bổn cung gặp nạn, Lạc Hân giúp đỡ ta, quan tâm ta, chúng ta đã có lỗi với mùi ấy. Sao chúng ta có thể tàn nhẫn hơn, làm mùi ấy đau khổ tuyệt vọng? Nếu làm vậy, sợ là chúng ta sẽ bị lương tâm dạy dò suốt đời. Ngoài hổ thẹn với lòng phụ lòng thánh hiền dạy dỗ, chúng ta còn phạm tội khi quân. Nếu để hoàng thượng biết được, chúng ta nhất định bị tội chết. Cho nên ta đã nghĩ kỹ rồi, chúng ta sau này đừng lén lút gặp nhau nữa. Chàng là thụy thân dương của chàng, ta làm hiếu thận hoàng hậu của ta, sau này không liên quan với nhau nữa. Nguyên Quyển, Nguyên Quyển đa tạ Miên Hân đã làm tất cả cho Nguyên Quyển trong thời gian qua. Tình cảm của Miên Hân đối với Nguyên Quyển và sự an ủi, chăm sóc, Nguyên Quyển ghi khắc trong tim, không bao giờ quên. Mừng hoàng hậu nương nương, hỷ mạch có lại rồi. Ai già bất hiếu, không biết tự điều tiết sức khỏe mình, bây giờ mắc bệnh tiêu khát, không thể sống qua 60 tuổi. Thật khổ thẹn với liệt tổ liệt tông. Đại cát đại lợi, hoàng thái hậu hồng phúc tề thiên, tuổi thọ quy hạt, thiên thu vạn tuế. Tiểu vệ tử, 30 năm trước A gia vô tình gặp được một vị thầy bói ẩn tích. Ông ta từng bói cho A gia, nói A gia và gia tộc của A gia đều không thể sống quá 60. A mã và ngạc nương của A gia đều tới 58 tuổi là tạ thế. Còn Miên Di, Miên Di thì ra đi càng sớm hơn nữa. Lời nói của thầy bói nhất nhất ứng nghiệm. Hoàng thái hậu, lời nói của thầy bói giang hồ không có đáng tin đâu ạ. Miên Hân là cốt nhục của A gia, A gia luôn 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 tâm tới nó. Nhưng mà trước khi nó lập thất thành thân, nó phiêu bạc rong chơi, gặp đâu vui đó. Bây giờ đã thành gia lập thất, là lúc nên tu thân dưỡng tinh, kiến công lập nghiệp. Tiểu vệ tử. Dạ. A gia muốn người hứa một chuyện, sau này người đối với Miên Hân phải trung thành như đối với A gia vậy. Nô tài tuân mệnh. Ngạc nương, Nguyên Quyển trở về rồi. Xin ngạc nương yên tâm, Nguyên Quyển và Hạng Nhi trong bụng đều bình an vô sự. Nguyên Quyển bất hiếu, không gặp được ngạc nương lần cuối cùng, cũng chưa báo hiếu cho ngạc nương. Nguyên Quyển uổng thân làm con, xin nhận của Nguyên Quyển một lại.
Huyền Uyển, đừng dậy, đừng dậy. Con đừng đau lòng kích động như vậy, sẽ động tới thai nhi, tổn hại long chủng đó. Sảnh Nhu, hài nhi Nguyên Uyển đang mang thai, nhất định là chân mệnh thiên tử. Bà ở trên trời lên thiên, có thể yên lòng rồi. A Mã, thời gian qua chắc người phải chịu nhiều đàm tiếu, rất đau lòng. Bất luận thế nào cũng phải vì đồng giai môn chúng ta giành lại những gì đã mất, giúp Ngạc Nương báo thù rửa nhục. Hài Nhi, bây giờ Ngạc Nương đang đưa con trở về nơi thuộc về chúng ta. Ngạc Nương, 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 Ngạc Nương. Trở về là tốt rồi. Để nô tài đi chuẩn bị nước sạch cho chủ tử rửa chân, tẩy trần, bớt mệt nhọc nha. Cũng được. Đường xá xa xôi, gió bụi mịt mù, bổn cung muốn nghỉ ngơi thật tốt để tránh làm hài nhi mệt theo. Dạ. Hài Nhi, ở đây là thẩm cung của Ngạc Nương. Tuy bây giờ lạnh lẽo vắng lặng, nhưng không lâu nữa sẽ náo nhiệt như trước đây thôi. Và con cũng sẽ được sủng ái hết mực. Con nhất định sẽ rất vui. Bình Nhi, rót trà cho ta trước đã, bổn cung thấy khác. Tại sao bà lại trở về? Tại sao bà lại trở về? Hôm nay ta phải trả tội cho Hải Nhi đã chết của ta.